Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Trong thế giới hoành bình Ben, một nơi mà tồn tại hai chiến tuyến khác nhau, đó là anh hùng và bọn quái vật. Các anh hùng thì phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình để bảo vệ nhân loại và trái đất khỏi sự tấn công của các quái vật hay các thiên tai. Và vì họ là những anh hùng sở hữu cho mình một sức mạnh vô cùng ấn tượng và mạnh mẽ, cho nên sức mạnh có thể nói là một điều kiện vô cùng quan trọng để các anh hùng bảo vệ nhân loại và trái đất khỏi những thảm họa. Và tổ chức anh hùng chính là một nơi hội tụ rất nhiều người mạnh mẽ, sức mạnh của họ có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều so với người bình thường. Ấy vậy nhưng, cũng có một số anh hùng mang cho mình thứ sức mạnh cực kỳ giống quái vật. Và những anh hùng đó là ai? Sức mạnh của họ có thực sự mạnh hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những anh hùng mang sức mạnh giống như quái vật trong Hoành Bình Man nhé! Zombie Man. Một chiến binh vô cùng ấn tượng trong hàng ngũ lớp S, Zombie Man được xếp ở vị trí khá cao, hạng 8 lớp S. Tuy thứ hạng có thể nói là khá cao, ấy nhưng về năng lực thể chất và khả năng chiến đấu, thì anh lại được đánh giá là yếu nhất trong lớp S. Ngay cả anh cũng tự nhận rằng, chiến đấu không phải là sở trường của mình. Công việc chính của Zombie Man là đi điều tra, do thám về những khu vực bị quái vật hóa, cũng như là tìm ra âm mưu thực sự của tổ chức quái vật. Và lý do mà Zombie Man bị đánh giá thấp là vì năng lực thực sự của anh là khả năng tái sinh, một năng lực khá là kém cạnh, mà ngay cả bộ anh hùng lớp A, mặt nạ mật cũng có thể làm được, tất nhiên là không nhanh và đỉnh như Zombie Man rồi. Bên cạnh đó, Zombie Man cũng trang bị cho mình những món vũ khí để có thể tiêu diệt được bọn quái vật như rìu và súng, cộng với đó là độ lì lợm, anh đủ sức một mình đánh bại một thảm họa cấp quỷ, Macaron, và tiêu diệt hơn 30 quái vật cấp thấp trong căn cứ của hiệp hội quái vật. Chính vì độ gan dạ và lì lợm đó của Zombie Man mà anh được coi là anh hùng bất tử. Nói tới sức mạnh của Zombie Man thì chúng ta nên nói kỹ hơn về phần lai lịch xuất thân của anh hùng hạng 8 lớp S này. Trong một phần hội thoại ngắn giữa tiến sĩ Chinook, một nhà tiến hóa gia lỗi lạc từng xuất hiện ở những tập đầu tiên của Season 1, Chinook đã tiết lộ Zombie Man chính là thí nghiệm số 66 của ông. Thế nhưng, trong một lần mất cảnh giác thì Zombie Man đã trốn thoát thành công khỏi ngôi nhà thời đại mới. Anh thoát khỏi sự kiểm soát và những thí nghiệm giả mang của tiến sĩ để tìm cho mình một cuộc sống mới với vai trò là một anh hùng. Vậy có nghĩa rằng Zombie Man là một con người. Từ lâu, anh đã bị vị tiến sĩ Chinook này thí nghiệm vô số lần lên cơ thể, biến anh từ một cơ thể sinh học thông thường trở thành một cơ thể có khả năng tái sinh vô cùng ấn tượng, một khả năng có thể nói là gần giống với sức mạnh của các quái vật. Nói chính xác hơn thì như được biết, tiến sĩ Chinook là một nhà nghiên cứu gen khi ông có thể lai tạo những đặc tính ấn tượng của các loài động vật lên con người, như cách ông dần bản chính bản thân mình thành nhiều người, hay biến một loại bọ cánh cứng yếu đuối thành một thảm họa cấp rồng mạnh mẽ như Kanet Kabuto. Chính vì sức mạnh đặc biệt đó mà Zombie Man luôn bị các anh hùng khác đánh giá thấp hay gán ghép anh như một quái vật. Tuy nhiên, nói một cách công tâm, thì khi so sánh khả năng tái sinh giữa Zombie Man và mặt nạ mật, chúng ta phải công nhận rằng anh hùng hạng 8 lớp S này có khả năng tái sinh mạnh mẽ hơn anh chàng đẹp trai mặt nạ mật. Vì ngay cả khi Zombie Man có bị bắn cho nát cả đầu, thì anh vẫn có thể tái sinh lại được. Mặc dù thời gian tái sinh khá lâu, ấy nhưng nếu mặt nạ mật bị tấn công vào đầu, thì chúng ta không dám chắc anh có thể hồi phục được hay không. Vì như đã thấy, lần bị Ferrox Lee xé toạc cơ thể, anh chỉ mới bị xé tới phần bụng, chứ nếu bị tấn công vào phần đầu thì không chắc là anh có thể sống được tới hiện tại rồi. Mặt nạ mật xuất hiện trong video ngày hôm nay không phải là một điều khó hiểu, bởi vì anh chàng hào hòa bóng bẫy này là một quái vật. Các bạn từng đọc qua bản của One thì cũng biết mặt nạ mật đủ sức đánh bại một thảm họa cấp rồng. Tuy nhiên tới bây giờ, theo logic của bản truyện chính, mặt nạ mật vẫn là một anh hùng chân chính, sở hữu sức mạnh ấn tượng, đủ để có thể ngồi vào vị trí lớp S, gần giống với Zombie Man. Mặt nạ mật cũng có khả năng tái tạo lại cơ thể, vì vốn dĩ là một quái vật, nên khả năng này, anh có thể tái tạo lại cơ thể chữa lành vết thương. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là tại trận chiến với tổ chức hiệp hội quái vật. Mặt nạ mật đã bị Ferrox Lee xé đôi cơ thể, như được biết, anh vốn dĩ rất ghét quái vật. Anh kinh tởm sự xấu xí và tha hóa của chúng, chính vì vậy mà anh thường hay rất tàn ác với chúng. Để rồi khi bị Ferrox Lee tấn công, anh gần như thua cuộc trước bộ mặt tởm lợm của hắn, và rồi bị hắn xé đôi cơ thể. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian, chúng ta có thể thấy mặt nạ mật quay trở lại. Lúc này cơ thể của anh đã được chữa lành hoàn toàn, anh xuất hiện và cứu Metobot sau cuộc chiến với Rất Hiện Dân. Và vì cơ thể của anh trước đó bị xé đôi, nên cả bộ đồ anh mặc cũng gần như bị xé nát. Anh cũng đành phải mượn cái áo khoác của Big God để quấn thành một cái quần với phong cách cực kỳ mới. Nói một chút về sức mạnh của mặt nạ mật, thì nếu như các bạn chưa biết về thân phận của mặt nạ mật, chắc là ai cũng thấy anh hùng này có một sức mạnh khá bí ẩn.
vì ở những lần xuất hiện trên phim, Mạc Nà Mật đã luôn thay đổi diện mạo và tóc tai của mình. Dù biết rằng anh là một nghệ sĩ có tiếng và luôn được nhiều fan mến mộ, chuyện anh châu chuốt bản thân là một điều hết sức bình thường. Thế nhưng, nếu để ý kỹ thì Mạc Nà Mật thường xuyên xuất hiện trong cuộc họp đều di chuyển bằng trực thăng của tổ chức. Có vẻ như đấy là cách duy nhất để anh tránh phải đi qua các cổng kiểm soát quái vật. Một điều nữa thì Mạc Nà Mật luôn tỏ ra thái độ thiếu tôn trọng với một số anh hùng lớp S, lý do là vì anh cho rằng những anh hùng đó chưa xứng đáng để ngồi vào một vị trí cao như thế. Đơn giản là vì sức mạnh của họ không đủ mạnh mẽ, điển hình như Zombieman. Anh thường gọi Zombieman là quái vật, vì sức mạnh của anh hùng hạng 8 lớp S này cũng chẳng khác nào một con quái vật. Chính vì thế mà Mạc Nà Mật luôn là một trong những cái tên khiến cho nhiều fan One Punch Man tò mò tới danh tính thật sự của anh, cho đến khi tác giả One tiết lộ thì chúng ta mới biết nhiều về chân tướng của vị anh hùng hạng 1 lớp A này. Big God là anh hùng lớp S vô cùng mạnh mẽ. Big God hiện tại chưa có nhiều cơ hội để show hết những kỹ năng chiến đấu và thế lực to lớn của mình. Thế nhưng, thông qua trận chiến với tổ chức Hiệp hội Quái vật, nhờ khả năng tiêu hóa tốt mà xuyên suốt hành trình lang thang dưới tầng hầm Hiệp hội Quái vật, Big God đã xử lý vô số những quái vật bằng khả năng ăn uống của mình. Và khả năng này có thể nói là gần giống với một sức mạnh của quái vật. Cơ bản thì người bình thường chắc chắn sẽ không thể ăn thịt quái vật như Big God, ngoại trừ Thánh Sai và quỷ nhân máy Genos. Thứ hai thì ngoại trừ khả năng tiêu hóa những chất hữu cơ, Big God cũng có thể ăn được cả kim loại vật chất khác. Lượng axit của anh đủ mạnh để có thể xử lý được rất nhiều quái vật. Loại năng lực này lại giống với khá nhiều quái vật mà chúng ta biết. Dù rất trưởng lão, có lượng axit đủ mạnh để có thể tiêu hóa luôn cơ thể máy của Genos, hơi thở axit của Goribat. Và điển hình nhất là Gums, một con quái vật cũng sở hữu kích thước to lớn giống như Big God. Sức mạnh của nó cũng chủ yếu là khả năng ăn và tiêu hóa, khi sở hữu một lượng axit dạ dày vô cùng đậm đặc, mà ngay cả chính Big God cũng không thể giải quyết được nó khi cả hai trong một trận chiến tay đôi. Và với những kỹ năng và sức mạnh mà Big God đang sở hữu, nó gần như giống với nhiều sức mạnh của các quái vật. Vì thế mà nói Big God mang sức mạnh của một quái vật cũng là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên thì bao tử của Big God đặc biệt hơn so với các quái vật mà chúng ta biết là anh không chỉ tiêu hóa, mà trong bao tử còn có thêm những màn ngăn giúp cho anh có thể bảo vệ những anh hùng trốn thoát khỏi những cuộc tấn công của các quái vật, như lần anh nuốt cả nhóm lính đánh thuê và ba môn đệ của Samurai Nguyên Tử vào một ngăn đặc biệt và cố gắng chạy thoát khỏi sự tấn công của hai quái vật cấp rồng là Ferrugly và Gums. Cuối cùng là nhờ sự xuất hiện kịp thời, Big God đã cứu tất cả các anh hùng thoát khỏi một trận thủy triều. Nói tới đây thì không biết các bạn nào thắc mắc giống mình hay không. Chúng ta đã được biết, Big God đã có thêm một sức mạnh vô cùng bí ẩn, mà thứ tuyệt kỹ này, theo như lời Big God là sẽ để dành cho tới khi cấp thần xuất hiện. Một tuyệt kỹ mà Big God đã khá thận trọng và đắn đo, không biết liệu mình có nên sử dụng loại sức mạnh này hay không. Vậy sức mạnh đó là gì? Và liệu nó có thể ngăn chặn được thảm họa cấp thần hay không? Chúng ta sẽ nói tới vấn đề này sau trong một video khác nhé. Buri Buri. Nhân vật tiếp theo trong video ngày hôm nay là bà mẹ ngục tù Buri Buri. Được biết thì anh là một anh hùng lớp S, sở hữu một thể chất vô cùng ấn tượng, sức mạnh chủ yếu là đến từ thể chất, nên phong cách chiến đấu của bà mẹ ngục tù cũng là chiến đấu bằng tay không. Vậy nhưng, lý do gì mà Buri Buri lại xuất hiện trong danh sách ngày hôm nay? Lý do lớn nhất chính là dạng chiến đấu hết sức quái dị của anh ta, đặc biệt là đôi cánh thiên thần hay bộ giáp thiên sứ. Trong lần chiến đấu với nhóm quái vật, Buri Buri đã thể hiện sức mạnh áp đảo tới mức quái dị của mình khi anh tung ra bộ cánh thiên thần rồi đấm hàng loạt cú tấn công vào quái vật voi, khiến cho toàn bộ cơ thể của nó phành thây trước lúc chết. Nó còn nói rằng quả thật Buri Buri là một con quái vật. Chưa dừng lại ở đó, Buri Buri còn bị các đồng bọn trong nhà lao tấn công khi bọn chúng đã hóa thành quái vật. Và với cơ thể rậm rạp đầy lông lá của mình, Buri đã thức tỉnh sang một dạng mới gọi là mọc cánh thiên thần. Lúc này bộ lông săn tít của anh bỗng nhiên thẳng đứng, rậm rạp và cứng như lông nhím, giúp cho Buri có một lớp màng bảo vệ vô cùng ghê gớm mà đối thủ chỉ cần nhìn thôi cũng phải cao chạy xa bay. Bộ cánh kèm với bộ giáp thiên sứ đó đã khiến Nhon, một quái vật cấp rồng, còn phải ám ảnh. Nhon nhìn dạng quái dị của Buri mà nó liên tưởng đến cô chủ năm xưa của mình cũng từng âu yếm nó một cách man rợ, khiến Nhon không thể chiến đấu và buộc nó phải bỏ chạy qua các khe hẹp của bức tường. Tuy Buri là một anh hùng đầy hài hước và nhiệt huyết với công việc bảo vệ chân lý, thế nhưng nhìn vào những kỹ năng quái dị của anh cũng đã khiến các quái vật khác phải né tránh, thì cũng đủ hiểu sức mạnh của anh nó khiếp hãi cỡ nào rồi đúng không? Vì chả có một ai có thể sáng tạo ra những tuyệt kỹ quái dị như thế. Garu. Cuối cùng là Garu, nói đến thợ săn anh hùng. Tuy Garu chưa phải là một anh hùng, vì hiện tại anh chỉ mới được bàn đề cử và còn rất nhiều vấn đề khác phải xem xét.
liệu Garou có thực sự đủ phù hợp để trở thành một anh hùng uy tín trong tổ chức hay chưa. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể xem Garou là một anh hùng, vì với những lời nhận xét và sự dạy bảo của bang, thì cũng có thể Garou sẽ dần trưởng thành hơn, và biết đâu, Garou là một anh hùng vô cùng mạnh mẽ về sau. Quay lại với vấn đề chính, chúng ta khi nói đến sức mạnh của Garou, thì chắc hẳn phải nói đến khả năng copy vô cùng thiên bẩm của anh, bằng những tuyệt chiêu võ thuật có thể nói là rất khó để học. Ấy nhưng, chỉ cần nhìn qua một lần thì anh đã có thể sử dụng những quyền pháp võ thuật đó. Và hiển nhiên khi nhắc đến sức mạnh của Garou thì chúng ta phải gọi anh là bậc thầy võ thuật. Và cũng nhờ những kỹ thuật học võ đó, kèm với đó là cái ác tuyệt đối trong Garou quá lớn, lớn ác đi bản chất con người của thợ săn anh hùng, khiến Garou đã dần biến mình thành con quái vật đủ mạnh để có thể đe dọa cho tất cả các anh hùng. Lúc đó Garou đã hóa thành một hình dạng quái vật mới với cơ thể đủ lớn và cứng cáp, cùng với khả năng tái sinh và chữa lành cơ thể không kém gì Zombie Man hay mặt nạ mật. Mặc dù bị cú cụm đầu của sai hỏi phá hủy một cánh tay của Garou, ấy nhưng chỉ mất vài phút sau, cánh tay đã được mọc lại. Đã thế, Garou còn sở hữu một tốc độ và khả năng phản xạ vô cùng mạnh mẽ, nhanh hơn cả Flashy, anh hùng hào nhoáng lớp S, và vượt trội hơn cả tinh trùng bạch kim, đánh bại quái vật này chỉ trong vài khắc. Ngoài cơ thể quái vật, khả năng tái sinh phục hồi mạnh mẽ ra, thì Garou còn có thể tạo ra những chùm năng lượng đủ mạnh. Những cú năng lượng đó đủ để phá hủy nhiều thành phố. Và nếu không nhờ tới sự xuất hiện kịp thời của Blast, thì có vẻ như trái đất đã tan hoang trước sức mạnh quá kinh khủng của Garou, cho đến khi Saitama xuất hiện. Nhờ có khả năng quay ngược thời gian mà sai hỏi đã giúp nhiều anh hùng sống dậy, trong đó có Genos cứu nhiều người dân thoát khỏi cái chết bởi lượng phóng xạ từ Garou.